Chào, trong video này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn 4 shader cho máy hiếu nha. Ở các video về shader trước thì có rất nhiều bạn đặt câu hỏi cấu hình máy này có chơi được shader hay không, thì tôi thấy đa số cấu hình đều rất yếu và rất khó để chơi tốt được. Và cách nhanh nhất để biết được máy mình có chơi tốt được các loại shader hay không thì các bạn hãy tự tải shader đó về và trải nghiệm nha. Shader đầu tiên là shader VIP nhất trong video này, hiệu ứng gió của shader này tương đối mạnh. Mặt nước của shader này cũng sẽ uốn lượn gợn sóng. Shader này có thêm hiệu ứng sương mù nhẹ ở đằng xa. Mặt trời sẽ hơi nghiêng một chút. Còn ở dưới nước thì sẽ dễ nhìn hơn trước rất nhiều. Khi trời tối thì những ngôi sao sẽ trở nên sáng và nhiều hơn trước khá đẹp. Ánh sáng của đuốc cũng được làm khá tốt. Shader này sẽ thêm vào hiệu ứng khử răng cưa TAA làm cho hình ảnh trong game trở nên đẹp hơn. Shader này còn có thêm cả hiệu ứng motion blur nữa. Ngoài hai hiệu ứng này ra thì không có gì thay đổi cả. Shader này thực sự có đồ họa rất tệ, nhưng là vì shader cho máy yếu thế nên chúng ta không nên đòi hỏi nhiều những hiệu ứng như đổ bóng, ánh sáng đẹp. Khi trời tối thì shader này cũng có đẹp hơn một chút, nhưng ánh sáng của đuốc thì vẫn rất tệ. Ngoài ra bạn có thể điều chỉnh nhiều kiểu hình ảnh shader khác nhau trong phần tùy chỉnh của shader. Đúng như cái tên của nó, đồ họa của shader này thực sự rất khoai. Ngoài việc đồ họa giống như được tăng mắc độ sáng lên thì chả có cái gì cả. Nhưng khi trời tối, nếu bạn tăng độ sáng của game lên cao nhất thì bạn có thể nhìn được rất rõ mọi thứ ở trong bóng tối. Được rồi, và đó là 4 shader cho máy hiếu mà tôi đã giới thiệu cho các bạn trong video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy để lại một like hoặc một lượt đăng ký để ủng hộ cho kênh nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.